Xin chào quý vị và các bạn. Các tỉnh Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và độ mầm, còn Tây Bắc Bộ thì lại nắng mạnh và thậm chí còn có nắng nóng cục bộ. Đây là trạng thái thời tiết điển hình ở hai vùng Đông Tây dãy Hoàng Liên Sơn mỗi khi có sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh suy yếu, biến tính và vùng áp thấp nóng phía Tây. Nhiệt độ theo đó cũng có sự khác biệt. Các tỉnh Đông Bắc Bộ trưa chiều nay trong khoảng 25 đến 28 độ, còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ ở mức 28 đến 31 độ. Một số nơi như Mường Tè, Mường Lay, Tuần Giáo, Điện Biên, Mường La, Sông Mã và Yên Châu là những nơi có nhiệt độ cao trên 34 độ và có khả năng xảy ra nắng nóng. Không khí lạnh yếu đi, vùng thấp phía Tây mở ra, cả miền Trung sẽ đồng loạt chuyển nắng từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tăng lên mức 29 đến 32 độ. Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà và Nam Đông nhiệt độ cao 34-36 độ. Đây là những điểm xảy ra nắng nóng cục bộ tại khu vực miền Trung. Còn với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, trời nắng sớm nên nhiệt độ cũng cao, 32-34 độ. Trong khi Bắc Bộ đang mưa phùn nồm ẩm thì ở phía Nam vẫn đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng mạnh từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Với các tỉnh Nam Bộ nắng nóng xuất hiện ở khu vực miền Đông với nhiệt độ trên 35 độ. Còn miền Tây Nam Bộ nhiệt độ cũng cao, cận nóng 33 tới 35 độ. Trên biển, sương mù xuất hiện tại khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm và sáng làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km là hiện tượng thời tiết đáng lưu ý nhất ở trên biển. Còn ở ngoài khơi khu vực Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Đến đây bản tin thời tiết sáng 12 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.